Chào các em có biết con này là con gì không? Đây là con hươu cao cổ đấy. Con gì các em nhỉ? À, đây là con chim đà điểu. Chúng đang ăn. Các em có biết con này là con gì không? Đây là con ngựa vằn đấy. Những con ngựa vằn này đang ăn cỏ. con gì các em nhỉ? Con này là con ngựa. Con ngựa đang ăn cỏ. Còn đây là con gì nhỉ? À, đây là con gấu. Con gấu này đang ăn. Đây là loài gấu chó. Đây là loài gấu ngựa. con gì các em nhỉ? À, đây là con tê giác. Đây là con gì các em nhỉ? À, đây là con hà mã đấy. Những con hà mã này đang ngâm mình trong nước. Có bao nhiêu con hà mã ở đây nhỉ?